Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính. Trong video này thì tôi xin được chia sẻ cho quý anh chị được biết đó là trong đầu tư tài chính thì nó gồm những cái gì? Đấy, có rất là nhiều người hỏi tôi rằng là đầu tư tài chính là đầu tư cái gì? Và trong đầu tư tài chính thì nó có những cái sản phẩm gì ở trên thị trường mà chúng ta chưa được biết? Xin cảm ơn anh chị đang lắng nghe. Ở trong video này, nếu anh chị xem hết video này thì sẽ được hiểu được là cái cấu trúc chung, một cái cấu trúc tổng quát phổ quát của thị trường tài chính gồm những cái sản phẩm gì, và thứ hai là khi đầu tư vào tài chính thì chúng ta tập trung vào những sản phẩm nào, bởi vì trên thị trường tài chính nó có rất rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Và dành video này cũng dành cho những ai đã và đang đầu tư tài chính, và dành cho những ai chuẩn bị đang nghiên cứu và đầu tư tài chính là gì. Đầu tư tài chính là một trong những cái cụm từ mà được nhắc trên internet rất là nhiều, và nó du nhập vào Việt Nam ở những đầu những năm 2000. Đầu những năm 2000 thì thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập, và thị trường tài chính quốc tế bắt đầu bước chân vào thị trường Việt Nam đâu đó khoảng năm 2006. Và hơn 10 năm qua thì có rất nhiều người được tiếp cận đến cái kênh đầu tư tuyệt vời này, nhưng bên cạnh đó còn rất rất nhiều người chưa biết đến đầu tư tài chính là cái gì. Và chính vì người ta chưa biết đầu tư là cái gì cho nên là có ai đó mời mọc rủ rê họ bước chân vào đầu tư tài chính, và thường là người ta đầu tư sai chỗ, sai chỗ và dẫn đến là mất tiền bạc. Ở trong video này tôi sẽ nói rõ hơn cho quý anh chị biết được là những thị trường nào được gọi là thị trường đầu tư tài chính. Vâng, ở trong thị trường đầu tư tài chính nó gồm những nội dung như sau. Nội dung đầu tiên đó là đầu tư ở trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu, được chưa ạ? Một là cái nội dung đầu tiên trong các cái nội dung ở trên thị trường tài chính, thì nội dung đầu tiên phải nhắc đến là đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp hoặc là các tổ chức. Thì cổ phiếu thì chúng ta được hiểu đó là doanh nghiệp người ta bán ra để người ta bán cái cổ phiếu của họ ra, hoặc là phát hành thêm cổ phiếu ra để là gì, để thu hút được một cái lượng vốn về doanh nghiệp, và chúng ta tìm đến những doanh nghiệp tốt, những cái thời điểm tuyệt vời để chúng ta có thể mua vào các cái cổ phiếu tiềm năng, và qua cái mua vào tiềm năng thì chúng ta có thể tìm kiếm được lợi nhuận. Khi đầu tư cổ phiếu thì chúng ta sẽ được hưởng mấy cái giá trị như sau. Một, cái giá trị đầu tiên đó là cái giá trị mà cái giá của cổ phiếu nó tăng giá đó, hay còn gọi là gì, tăng giá vốn, được chưa? Tăng giá vốn. Giả sử tôi mua một mã cổ phiếu của Apple cách đây 10 năm trước đi, thì sau đó 10 năm sau thì giá cổ phiếu Apple nó tăng lên, giá Apple tăng lên, và làm cho gì, cái giá vốn đầu tư ban đầu, giả sử tôi đầu tư vào đó là $1,000, và sau 3-4 năm nó tăng lên là $5,000 chẳng hạn, thì lúc đấy là gì, chúng ta gia tăng được cái lợi đầu tiên, đó là gì, tăng giá vốn. Và cái lợi ích thứ hai mà chúng ta có thể nhận được đó là cái cổ tức hàng năm. Đấy, khi chúng ta mua một cái cổ phiếu của Apple thì chúng ta trở thành cổ đông của công ty Apple, và lúc đấy thì chúng ta sẽ được lợi tức cái cổ tức hàng năm chúng ta sẽ được lĩnh. Thế vậy là chúng ta sẽ được hai cái giá trị đầu tiên là cái giá trị của cái cổ phiếu nó tăng giá, thì đó là gì, tăng giá vốn, và cái thứ hai hàng năm có thể được nhận được nếu doanh nghiệp đó kinh doanh làm ăn tốt mà sản sinh ra lợi nhuận thì chúng ta được hưởng cổ tức. Đấy, vậy khi đầu tư đầu tiên vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu thì chúng ta sẽ được hưởng hai cái thứ đó. Cái nội dung thứ hai ở trên thị trường tài chính quốc tế, nó có cái sản phẩm thứ hai đó là cái sản phẩm về hàng hóa. Thế vậy là trên thị trường tài chính quốc tế nó có sản phẩm thứ hai là hàng hóa. Thế vậy hàng hóa nó gồm những hạng mục nào? Đầu tư vào thị trường hàng hóa, nội dung thứ nhất của thị trường hàng hóa gồm có một, đó là gì, thị trường năng lượng. Thị trường năng lượng đó là các cái sản phẩm liên quan như là dầu thô, ga tự nhiên, khí đốt, vân vân. Đấy, đó là thị trường năng lượng. Sản phẩm thứ hai ở trên thị trường hàng hóa đó là kim loại quý. Kim loại quý ở đây ví dụ như là vàng, là bạc, platinum. Thì kim loại quý này là đặc biệt là vàng thì được các cái ngân hàng trung ương, các cái tổ chức ngân hàng, các cái ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương thường được mua vào để tích trữ, để bảo vệ tài sản cho các cái tổ chức tín dụng này, đặc biệt là các cái quỹ đầu tư họ cũng thường xuyên mua vào để cân bằng cái tài sản, hay còn gọi là bảo vệ tài sản. Đấy là cái hàng hóa thứ hai. Hàng hóa thứ ba ở trên thị trường tài chính đó là hàng hóa nông sản, các loại liên quan đến ngũ cốc, liên quan đến nông sản cũng được giao dịch ở trên các cái sàn giao dịch hàng hóa. Và cái hàng hóa thứ tư mà chúng ta hay được nhắc đến đó là nguyên liệu sản xuất. Nguyên liệu sản xuất, tôi nói lấy ví dụ như này, nguyên liệu đầu vào sản xuất của một lĩnh vực, ví dụ như là ngành công nghiệp nhựa, thì đầu vào của sản xuất của ngành công nghiệp nhựa đó là các hạt nhựa, mà ngày xưa thì chúng ta nước đất nước của chúng ta hay phải nhập khẩu hạt nhựa này từ Đông Âu, từ các nước sản xuất dầu mỏ, và gần đây thì chúng ta
đã có các cái nhà máy mà sản xuất được ra cái hạt nhựa đã cung cấp một phần cho nguồn liệu trong nước và một phần cũng đóng góp cho xuất khẩu. Đấy là cái nguyên liệu thứ tư và nguyên liệu thứ năm, cái hàng hóa thứ năm ở cái danh mục hàng hóa thì có một cái loại hàng hóa đó gọi là tài sản có giá trị, hay là gọi là một vài cái giấy tờ chứng nhận có giá, hay là ở trong thị trường mới phát sinh hay còn gọi là tài sản số. Đấy, ví dụ như là crypto. Đấy, thế vậy là trong thị trường hàng hóa là có hiện nay đang được chia thành 5 loại sản phẩm ở trong thị trường hàng hóa. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Và cái sản phẩm thứ ba, dòng sản phẩm lớn thứ ba ở trong thị trường tài chính đó là thị trường tiền tệ. Thế vậy là như anh chị hay còn quen gọi đó là thị trường Forex. Đó là một cái thị trường hoán đổi tiền tệ. Ví dụ như là tôi sang Nga, tôi xem World Cup vào năm 2018, mùa hè năm 2018. Thì trước khi đi Nga là thì tôi phải đổi Việt Nam đồng sang đồng rúp và một lượng tiền đô. Ví dụ như là tôi đổi Việt Nam đồng sang rúp, là tôi cầm đồng rúp đó sang bên Nga thì tôi lấy đồng rúp đó để tôi tiêu, mua bán các cái dịch vụ, các sản phẩm hàng hóa ở bên bên Nga. Hoặc là tôi đi sang châu Âu thì tôi đổi Việt Nam đồng sang euro, và sang euro thì sang châu Âu tôi dùng euro để tôi tiêu. Thế vậy là giả sử như tôi mua là 27.000 một euro, tôi giả sử như vậy, tôi mua 27.000 một euro, và nếu như tôi biết được cái xu hướng đồng euro nó sẽ tăng trưởng lên, tăng giá lên, thì lúc đấy tôi mua vào, và đến lúc nào đồng euro tăng giá lên thì tôi bán đồng euro ra, tôi thu về Việt Nam đồng, thì như vậy là tôi được hưởng cái chênh lệch. Đấy. Tương tự như vậy, nếu mà tôi đi du lịch ở Đông Nam Á, đi sang Thái Lan, đi sang Singapore, thì trước khi đi chúng ta cũng cần phải đổi một ít tiền mặt. Tất nhiên ở các đất nước đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chi tiêu được bằng thẻ tín dụng quốc tế hoặc bằng thẻ thanh toán quốc tế. Còn lại chúng ta cũng cần có một ít tiền mặt để sang đó có những cái dịch vụ mà họ không chấp nhận thanh toán bằng thẻ chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta buộc phải chi tiêu bằng tiền mặt. Đấy, những cái tiêu lặt vặt. Đấy là cái hạng mục thứ tư. Thứ ba, một, tôi nhắc lại, một đó là thị trường cổ phiếu, trái phiếu. Thị trường thứ hai là thị trường hàng hóa. Và thị trường thứ ba là thị trường tiền tệ. Và gần đây thì nó có một cái thị trường thứ tư, đó là thị trường thứ tư, đó là thị trường chỉ số. Tôi lấy ví dụ như thế này, mỗi một cái thị trường chứng khoán thì nó có một cái chỉ số đặc trưng để được tính, đánh giá cho cả cái thị trường đó. Lấy ví dụ như thị trường chứng khoán Việt Nam thì có cái chỉ số là VN Index. Ví dụ như thị trường chứng khoán của Nhật thì có chỉ số Nikkei. Thị trường chứng khoán Thượng Hải thì có chỉ số Shanghai, vân vân. Đấy là cái chỉ số đó đánh giá chung cho cái toàn bộ cái thị trường đó. Ngoài ra nó có cái chỉ số của thị trường hàng hóa. Ví dụ như là thị trường hàng hóa toàn cầu là một cái thị trường có rất là nhiều hàng hóa, thì nó có một chỉ số chung đánh giá cho cái thị trường đó. Thì người ta chỉ cần nhìn vào cái chỉ số của thị trường hàng hóa đó thôi, thì người ta biết được là cái tiềm năng tăng trưởng của thị trường hàng hóa toàn cầu ở hiện tại và tương lai như thế nào. Và tương tự như vậy, nó còn có chỉ số về mặt tiền tệ. Ví dụ như là đồng đô, nó có cái chỉ số là USD Index, là cái chỉ số mà nó so sánh của đồng đô với lại các đồng tiền lớn, 7-8 đồng tiền lớn, và nó tổng hợp ra được một cái chỉ số là USD Index. Thế vậy là khi chúng ta đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế thì chúng ta cần phải biết được cái chỉ số đô index này là như thế nào. Đó. Thế vậy là những cái chỉ số đó là ở cái hạng mục thứ tư, đó là hạng mục liên quan đến chỉ số. Thế vậy là ở trong thị trường tài chính quốc tế chúng ta có 4 danh mục có thể đầu tư được. Một là cổ phiếu trái phiếu, hai thông thường là cổ phiếu, hai là thị trường về hàng hóa, và ba là thị trường tiền tệ, bốn là thị trường chỉ số. Thế vậy là ở thị trường quốc tế chúng ta có 4 cái lĩnh vực lớn, sản phẩm lớn như vậy. Trong mỗi một lĩnh vực thì nó lại có hàng trăm, hàng nghìn các sản phẩm nhỏ khác nhau, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán là chúng ta đầu tư ở từng một cái mã hàng hóa hoặc là mã cổ phiếu cụ thể. Nếu như nó thỏa mãn các tiêu chí, mà các tiêu chí đấy làm thế nào để biết được để đầu tư được thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị ở các cái video tiếp theo. Còn trong video này thì tôi chỉ nói là chia sẻ với anh chị được biết là đầu tư tài chính là đầu tư những cái gì, thì nó gồm có 4 thứ, được chưa ạ? 4 thứ đó. Thì để chúng ta biết được cái cấu trúc của một cái thị trường tài chính toàn cầu hiện nay là nó gồm 4 cái sản phẩm, 4 cái lĩnh vực lớn như vậy. Và trong 4 lĩnh vực đó thì nó sẽ có rất là nhiều các cái sản phẩm nhỏ ở trong. Vâng, rất là vui được chia sẻ với anh chị nhà đầu tư được biết được cái cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế. Ở các video sau, tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn. Ở các cái chia sẻ kỹ hơn thì làm thế nào để có thể kiếm tiền được ở từ thị trường. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị. Hẹn gặp lại tất cả anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông
Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.